Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với channel của mình. Thì lúc chiều mình có giới thiệu anh em một cái app tên là Watching, nó mới ra ngày hôm qua đúng không ạ? Đấy, anh em có thể là xem các video của YouTube mà anh em invite and earn này này. Đó. Nó đã sửa lại này đây. Chiều nó hiển thị là 100 đúng không ạ? Mình nhớ không nhầm là nó bị lag. Đó. Ở đây mà khi bạn mời bạn bè á, bạn mời một người thì bạn sẽ được 2000 coin nhá. Đấy. Thì nếu anh em nào chưa biết thì chúng ta cùng coi lại cái min rút của nó này. Đó, và min rút của nó là 1 đô, 130.000 coin rút trong vòng 6 tiếng về. Đấy, anh em có thể test nhá. Mình gần đủ rồi và mình cũng đang treo giả lập để đủ min thì mình sẽ rút về cho anh em coi. Đấy, thì bên cạnh đó thì mình cũng sẽ giới thiệu anh em thêm một cái app tên là Cash for Earn này. Đấy, thì nhiều anh em nhắn tin kêu mình là tại sao anh không làm video về cái app Cash for Earn này. Đấy, em thấy nhiều người chia sẻ video với lại người ta rút được rồi. Đây, min rút nó cũng thấp anh em. Đó thì tiện thể video này mình cũng giới thiệu anh em cái app này luôn, tên là Cash for Earn. Đó thì thật ra cái app này mình cũng biết được cũng vài ngày rồi, nhưng mà lúc mình tạo tài khoản á, mình tạo xong rồi nó cứ loát, nó cứ quay vòng tròn hoài, mình bực quá ấy, mình không chơi nó nữa. Nhưng mà thôi, thế anh em đã yêu cầu thì mình làm luôn. Thật ra lúc mà mình tạo tài khoản nó quay á, anh em mặc kệ nó, anh em cứ thoát ra xong rồi vô đăng nhập lại với cái tài khoản này anh em tạo á. Đó, có nghĩa là nó đã tạo rồi nhưng mà nó không hiển thị chữ thành công cho mình. Đấy, nó là vậy. Đó, thì ở đây là cái app này mình chơi sao. Ở cái daily entry này có nghĩa là cứ 24 giờ anh em sẽ được nhận một lần. Nhưng anh em điểm danh nhé, đấy, mình sẽ được 5 boy. Còn cái short video này nè, có nghĩa là anh em sẽ xem một cái đoạn video ngắn. Đó, ở đây là mình đang chặn quảng cáo này, nó sẽ không hiện. Mình chặn để mình làm video cho nó tiện, lát nữa mình sẽ nói sau. Đó, thì ở đây profit install. Đấy, anh em bấm vô đó, nó sẽ kêu anh em là cài các cái app này và anh em sẽ được boy nha. Đó, đây quan trọng nhất là cái phần YouTube clip, có nghĩa là anh em sẽ xem các video này. Mỗi video ấy, tương đương anh em sẽ được 4 boy này, 3 boy này, đó có khá là nhiều. Đây ở hiển thị, nó hiển thị là tổng view mà người ta đã xem đó anh em. Đấy, có nghĩa là nó sẽ kích view cho cái video đó và anh em nó sẽ trả tiền cho anh em. Đấy rồi, còn cái phần mà anh em share and win là đó, share the app and win 100 boy on esports, thì anh em có nghĩa là mời bạn bè đó, thì vô đây nó sẽ có phần nhập code ở dưới này, đường link để tải app này. Cái code này, thí dụ đây là cái code của mình đúng không, anh em nhập vào đó thì sẽ được 10 boy. Ở trên này nó ghi 10 boy nhưng mà ở ngoài ghi 100 đó, anh em có thể tham khảo thêm 10 boy hay 100 boy cũng được, quan trọng là có tuyển rep, nó có cộng là được đúng không em. Đấy rồi, còn cái phần user top score là nó hiển thị những cái người đang đứng top mà được nhiều điểm nhất thôi, không quan trọng. Rồi chúng ta tìm cái phần rút tiền. Đấy, khi anh em muốn rút tiền á thì ở góc trái trên cùng có ba gạch ngang, anh em nhấn vào đó thì bên trong này nó còn khá là nhiều thứ vấn đề nữa, mà chúng ta chỉ cần quan tâm là cái phần là withdraw of profit đó, anh em bấm vào đó. Ở đây bạn sẽ nhập cái PayPal của bạn lên đây đó, cái ID PayPal á. Ở dưới này thì anh em có thể là chọn các hình thức để rút tiền. Min rút của nó là 2 đô nha anh em. Đây, 2 đô anh em có thể rút về PayPal, tương đương với là 2000 điểm nhá. 2000 điểm này mình nghĩ nếu mà nó nhiều video đó, anh em tuyển được rep thì sẽ kiếm được nhanh thôi. Đấy. Đây thì ở ngoài này nó ghi này, share the app và nhận 100 boy. Đó. 2000, nếu vậy là nếu tuyển được một rep mà được 100 boy thì anh em sẽ tuyển 20 người. Còn nếu tuyển chỉ được 10 boy thì sẽ là 200 người. Sẽ là 200 người. Đấy. Cái này nó ghi là lấy cái code và gửi cho bạn bè nhận được 10 boy. Đừng quên là share code để nhận 10 boy, thằng nó nói tào lao gì ấy. Rồi. Anh em nếu muốn chơi á thì cứ dùng giả lập mà treo mấy cái này. Đó, đây anh em, đây mình đang dùng ở đây nè, anh em thấy nó chặn quảng cáo liên tục không? Mình đang dùng Blocada, mình chặn quảng cáo nên nãy giờ anh em không thấy gì đâu. Đó, đó. Thì đây theo như những anh em nói mình là app nó uy tín nha. Đấy, tại mọi người cũng rút về, mình thấy cũng chia sẻ trên Facebook cũng khá nhiều. Đấy, nếu anh em thấy thích hợp thì cứ chơi nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.